Mến chào quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mai Vàng Channel nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách kho cá, kho tiêu mà mình không dùng nước màu nhưng mà vẫn lên màu cá rất là đẹp luôn nha các bạn. Mời các bạn theo dõi video của mình trên kênh Mai Vàng Channel nhé. Đây là 300g cá bóng mà xong các bạn, mà chủ yếu là cá bóng cát á các bạn. Thì mình đã làm sạch rồi nè các bạn. Thì cá mình làm, mình mua về á, mình mua về nếu mà họ làm ruột cho mình rồi á thì mình chỉ cần bỏ muối và chanh vào mình rửa thì nó sẽ hết cái mùi cá nha các bạn, và kho thì nó sẽ thơm nữa ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành ướp cái cá này để mình kho làm sao mà cho nó ngon nha các bạn. Thì bây giờ đầu tiên á, đây là 300g cá nha. 300g cá bóng nha. Thì đó, thì bây giờ mình sẽ cho vào đây. Bạn cho vào mình vào đây một muỗng canh đường nha các bạn. Xin lỗi, cho vào đây một muỗng canh đường ha. Bạn sẽ ướp cái cá này trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thì mình sẽ quay lại mình ướp tiếp nha. Bạn cứ cho đi thì mình sẽ không bao giờ mình sợ cái cá của mình nó ngọt đâu. Mình sẽ bỏ cái nước đường này nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ ướp đây ha. Cái cá mình ướp đường nãy giờ 1 tiếng đồng hồ rồi nè các bạn. Thì nó ra cái nước này các bạn, bạn thấy không, nó ra cái nước như thế này nè. Thì bây giờ đó là mình sẽ đổ cái nước này ra, mình rửa sạch cái cá lại nha các bạn. Mình sẽ rửa sạch cái cá lại một lần nữa ha, rồi mình mới mang mình ướp mình đi kho nha các bạn. Phải không, mình ướp cái đường vô á là cái cá nó cứng đó các bạn. Mình kho cái cá nó cứng rất là ngon, nhưng mà mình phải bỏ cái nước này nè thì mình kho cái cá nó mới thơm nha các bạn. Rồi mình xả cái nước đường này nha, mình bỏ bớt nha. Mình rửa cho nó sạch hết cái nước đường này nha các bạn. Cái cá mình nãy mình ướp đường rồi mình rửa lại rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình ướp cá mình kho nha các bạn. Thì cho ớt vào nha. Đó, cho ớt vào nha, ớt khô hay là ớt ớt tươi lá nha các bạn. Mình sẽ cho hành lá vào nha. Rồi, hai muỗng canh nước mắm nha các bạn. Rồi mình chọn cái cá này cho đều nha, cho nó thấm nó đi nha. Thì bắt đầu mình sẽ, rồi bây giờ mình sẽ cho 3 muỗng canh dầu tỏi này vào đây nha. Màu hay caramel nha các bạn. Đó, thì không ướp nước màu hay caramel nhưng mà nó vẫn lên màu đẹp luôn á nha các bạn, mình đảm bảo với bạn luôn. Cá mình sắp vào trong nồi xong rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái nước ướp này vào trong nồi để mình chuẩn bị mình kho cá nha các bạn. Cái này là mình không ướp nước màu. Bây giờ mình sẽ kho cái cá này nha các bạn. Đây là mình kho cái lửa thứ nhất ha. Mình để cái lửa nó nhỏ nhỏ thôi nha các bạn. Thì nó mới không có bị khét nha. Bạn để lửa to quá nó bị khét á. Mình sẽ kho riu riu. Mình để lửa nhỏ nhỏ thôi ha. Mình điều chỉnh cái lửa nó vừa vừa thôi. Thì mình sẽ kho nó riu riu nha các bạn. Mình kho 3 lửa thì cái cá tự động nó vàng à. Mời các bạn theo dõi video cái cách kho cá không cần nước màu của mình nha. Thì nãy giờ mình kho cũng được 30 phút rồi nè các bạn. Thì cái nước nó lên nó vàng luôn rồi nè các bạn. Thì cái này á, mình không có đường, cái dầu nó tự đốt cháy cái đường á nha các bạn. Cái nồi cá mình kho được một lửa rồi nè các bạn. Thì nó chưa có lên vàng đâu. Thì bây giờ mình sẽ mở cái lửa thứ hai ha. Cái này á thì mình kho 3 lửa thì nó vừa lên màu đẹp và cái cá nó cứng nha các bạn. Đó, mình cũng để lửa nhỏ nhỏ thôi nha các bạn, đừng để lửa lớn quá. Mình để lửa lớn quá cá nó bị khét mà nó không ngon nha các bạn. Đó, thì cái cá bạn mình mới kho có 2 lần mà nó đã lên cái màu rồi các bạn. Mình không có cho nước màu luôn á nha các bạn, không có cho màu caramel luôn á. Thì bây giờ mình sẽ kho lần thứ 3 nha các bạn. Thì mỗi lần á là cách nhau 1 tiếng đồng hồ mình để cho cá nó nguội rồi xong rồi mình mới kho tiếp á, thì như vậy cá nó thấm và nó ngon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kho tiếp cái lần thứ 3 nha. Cái nước nó
kẹo 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 lại ha, thì mình nêm nó mặn mặn ngọt ngọt vừa ăn với khẩu vị của mình là được nha các bạn. Và cuối cùng á thì kho tiêu á thì không thể thiếu tiêu nha các bạn. Cuối cùng á là mình sẽ rắc tiêu lên trên mặt này nè, rất là thơm luôn nha các bạn. Cái này mình hâm đi hâm lại thì cái cá của mình nó vẫn không có bị đen nha các bạn, rất là ngon luôn. Thì cái món cá kho tiêu ở trên kênh Mai Vàng Channel cũng đến đây cũng mình xin kết thúc nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.